Đấy, các bác ơi, mua xe ô tô về nó còn nhiều cái tác dụng này. Ngoài cái việc chở người ra thì còn chở được gạch nhau nhá. Đấy, hôm nay em chở là 200 viên gạch mà nhìn không thấy gì luôn. Một chiếc Lasati 2004. Đấy, sạch sẽ gọn gàng mà chỉ có tầm vài chục thôi anh em ạ. Ngoài việc chở người ra nhé, ngoài việc chở người thì em còn chở cả gạch luôn anh em nhé. Đấy, được chưa, chở cả gạch luôn này. Xe sạch sẽ gọn gàng, chắc lịch như thế này cứ tầm chở tầm 5 người mới là 200-300 viên gạch đằng sau là thoải mái. Vâng các bác ạ, nó rất nhiều cái tác dụng của chiếc ô tô. Như bác nào mà chưa có ô tô thì cứ tham khảo đi nhé. Đấy, một chiếc xe ô tô của em là em ngoài việc chở người thì hước ra thì em còn chở cả gạch chưa. Đây các bạn, chở gạch luôn nhá. Đây đây, thực sự chở gạch luôn này. Đấy, ô tô ăn gạch luôn này. Ok, cảm ơn các bác rất nhiều.